23 24 แล้วก็28 แล้วเราก็มาดูตรงนี้มันจะมีลูกบอกให้เรานับเอา22เริ่มตรงนี้22 23มาดูให้มันตรงหมดแล้วที่2 22เริ่มตรง22เอาฝั่งนี้ขึ้นนะไอ้ที่มันเป็นตัวกิ๊บล็อกนี่นะกิ๊บล็อกนะเอาขึ้นบน23 23ต่ออะไรนะพี่Chào mừng anh em. Hiện tại thì các bạn học viên anh em thợ ở sửa xe ở bên Thái hiện tại đang thực hiện chức năng nạp lại phần mềm off smart key trên bàn anh em nhé. Có nghĩa là lấy ECM lên bàn và thực hiện chức năng off smart key. Và bạn này, các bạn ở bên Thái rất là nhanh và chỉ vài thao tác thì các bạn đã làm được thành công. Như vậy là bạn này đang hướng dẫn lại học viên bên này là đang kết nối dây nguồn, hai dây nguồn và dây ca lai để thực hiện chức năng nạp phần mềm off trên dòng xe Basic 2018 rồi lấy ECM lên bàn. E23 bạn mình này rất là thông minh nha anh em, bạn ấy rất là nhanh và các anh em thợ ở bên Thái thì nhanh lắm, chỉ cần mình dáng về lý thuyết xong họ thực hành là họ có thể tự động làm được luôn. Nói chung là cũng vì một phần là cái máy Motosi Kentap nó quá chỉ là dễ dùng. Thứ nhất là tiếng Việt có dấu có giọng nói của tiếng Thái luôn, đồng thời có cả hình ảnh luôn nên họ rất chi là dễ sử dụng anh em nhé. Họ đang kiểm tra cái phần mềm Motodata để tra cứu cái chân dây nguồn và dây ca lai để kết nối ECM ngoài anh em nhé. Được. Anh em thấy là lớp học ở bên Thái anh em đang thực hành các cái chức năng on off hệ thống khóa smart key. Như anh em trong đất nước Việt Nam khi mà đang sử dụng vân nhiều dòng máy cho nó lỗi thì anh em yên tâm đặt niềm tin vào máy Motosi Kentap anh em nhé. Máy Motosi Kentap không những cung cấp cho Việt Nam mà còn đưa cấp đến hơn 30 quốc gia ở trên thế giới. Điểm đến lần này là Thái Lan và các anh em thợ nước ngoài họ còn dùng máy Motosi Kentap của mình, họ đánh giá rất là cao. Thì đối với những anh em Việt Nam mình thì không còn phải suy nghĩ gì về dòng máy Motosi Kentap. Nói về chức năng thì không thể đếm hết được anh em nhé. Anh em cần máy thì gọi vào số điện thoại trên mình sẽ cung cấp. Và khi cung cấp máy thì hỗ trợ kỹ thuật trọn đời. Anh em có thể là gọi vào số điện thoại 0848 854 345 để gặp được mình sẽ tư vấn anh em nhé. Video hôm nay thì mình không quay được nhiều vì mình đang trong quá trình trợ giảng. Mình chỉ tranh thủ có được ít phút thôi anh em nhé. Video hôm nay thì mình xin kết thúc cái video này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.